Hello anh em, chào mừng anh em quay lại video tiếp theo của tôi. Ấy thì clip ngày hôm nay thực sự là tôi có chuyến đi cực kỳ đặc biệt luôn. Thì hôm nay tôi sẽ gọi là lên Hải Dương chỉ để uống trà sữa anh em ạ. Đấy, từ Hải Phòng lên Hải Dương chỉ để uống trà sữa. Ấy. Chỉ để uống trà sữa. Ấy. Anh em trà sữa ấy, em biết trà sữa gì không? Trà sữa này cực kỳ đặc biệt luôn. Trà sữa này ở Sinh Đôi Quán anh em nhá. Quán này đức toại về lắm. Ấy. Người nổi tiếng trên xã hội ấy. Ấy. Thần tượng của tôi anh em ạ. Ấy. Thật sự không phải cảm giác tôi ngồi ở nhà tôi kiểu nghĩ gặp idol không biết nó đang gì kiểu bỡ ngỡ với cả ngại ấy, lần đầu tiên gặp người nổi tiếng ở ngoài đời. Thật sự ai thần tượng ai thì cũng biết ấy, gặp ngoài đời thì cực kỳ sung sướng luôn ấy. Thật sự tôi cũng có cảm giác như vậy luôn. Đồ đạc tôi đã chuẩn bị ở dưới nhá. Thì bây giờ tôi chuẩn bị đi, cũng muộn rồi, đi sớm thì còn được uống trà sữa và gặp thần tượng anh em nhá. Anh em cùng đón chờ tôi anh em nhé. Let's go. Ok, tôi đã có mặt tại Sinh Đôi Quán anh em nhé. Anh cameraman có thể quay cho anh em xem Sinh Đôi Quán này của anh Toại nhé. Đấy các bạn thấy chưa? Sinh Đôi Quán nha. Ngã tư Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Sau đây ok là... thì bây giờ anh em theo tôi vào uống trà sữa nhá. Uống tất cả trà sữa trong đây luôn anh em ạ. Ok anh em ơi, trà sữa đã lên rồi nhá. Đấy, đây là trà sữa của Sinh Đôi Quán này, anh em ạ. Đấy. Xin lỗi quán đấy, quán anh Đức Toại nhá. Đấy, đây là vị trà sữa vị matcha anh em nhá. Tôi rất thích vị này luôn anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi sẽ thưởng thức cho anh em xem nhá. Anh cảm ơn em uống không? Đắc. Quán đắc anh, uống đi, uống thử hơi. Nát uống hộp mới. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you. Hết rồi. Ngon lắm, trà sữa ngon cực luôn anh em ạ.